Đức Vương Quán Âm. Vào những năm dưới thời nhà Đường, khu vực Hoài Tây bốn bề chiến loạn nổi lên, dân chúng lầm than không biết nương tựa vào đâu mà sống. Có một vị quan tên gọi là Bùi Độ chủ động vào triều xin lệnh đi dẹp loạn yên dân. Tâu hoàng thượng, Di Thần Nguyện đem binh đi trước bình định chiến loạn. Bởi vì chiến loạn liên miên, một vùng Hoài Tây sơ sát quan tàn, binh lính bị thương chỉ có thể sắp đặt lê dân tạm nghỉ ngơi trong miếu Quan Âm ngoài thành. Tiếng than khóc não nề cả một vùng. Liên tiếp mấy ngày trời, ba ngày, Bùi Độ điều khiển tình hình trong quân, đích thân ra mặt trận. Đến tận khi trời tối mịt lại đi thăm hỏi, an ủi binh lính bị thương và nạn dân tản mát ngoài thành, đưa họ đến nương nhờ trong miếu Quan Âm, phát tâm tu sửa ngôi miếu, dạy mọi người tụng kinh, lạy Phật cầu nguyện được bình an. Xin Quán Thêm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi gia hộ che chở cho tất cả chúng con. Quán Thêm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Quán Thêm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Một buổi tối nọ, Bùi Độ ở miếu Quan Âm, sau khi đi thăm viếng và hỏi han dân chúng, bỗng cảm thấy trong người mệt mỏi không chịu nổi nữa. Vừa ngồi xuống dựa vào một gốc cột trong miếu thì đã chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên ông cảm thấy phía trước có một tia sáng rực rỡ chiếu đến. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy Quán Thêm Bồ Tát thân sắc vàng rồng hiện ra trước mặt. Con có lòng yêu thương dân chúng trăm họ, lại biết kính lễ Tam Bảo, ta đặc biệt đến đây để điểm hóa cho con. Đêm mùng 9 tháng 10 sẽ có tuyết rơi, trận đánh này nhất định sẽ chiến thắng. Quán Âm Bồ Tát nói dứt lời, liền hóa thành một tia sáng vàng rực bay thẳng lên hư không mà biến mất. Hả? Là Bồ Tát Quán Âm hiển lên đó sao? Bùi Độ giật mình tỉnh dậy, trong lòng luôn đinh ninh là Quán Thêm Bồ Tát trong mộng đã điểm hóa cho mình. Cho đến một buổi sáng tháng 10 hôm đó. Tướng quân, lần này tiến quân công thành bị tổn thất lớn rồi. Báo! Tướng quân! Bùi Độ đã nhiều lần đích thân chỉ huy quân lính tấn công doanh trại của quân địch, nhưng đã lâu vẫn không đánh hạ được. Mắt nhìn thấy lương thảo đã dần cạn kiệt, trời đã lạnh, mọi người không còn cách nào khác đành bó tay nhìn nhau. Bây giờ ta phải làm sao đây? Năm nay tuyết rơi sớm quá. Đúng vậy. Đêm mùng 9 tháng 10 sẽ có tuyết rơi, trận đánh này nhất định sẽ chiến thắng. Đêm mùng 9 tháng 10 sẽ có tuyết rơi. Hôm nay đúng là mùng 9 tháng 10 rồi. Chẳng phải là Bồ Tát chỉ bảo ta đêm nay tấn công quân địch sao? Người đâu, lập tức đánh đốt binh mã. Tức thắng. Đến nửa đêm, Bùi Độ dẫn quân xuất phát. Đi đến nửa đường thì trời thật sự đổ xuống một cơn mưa tuyết rất lớn. Tuyết rơi đã che lấp dấu vết hành quân của Bùi Độ và binh lính. Bọn họ đã thành công đánh úp doanh trại của địch, giành được chiến thắng lớn và bắt sống thủ lĩnh của quân giặc. Nhờ có sự điểm hóa che chở của Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi nên trận đánh này không có sự giết hại. Bổn tướng quân hứa với các ngươi, nếu chịu thì đầu hàng quân ta, giả như không muốn làm lính trắng mà muốn giải giáp về làm nông dân, ta đều phóng thích hết thảy. Từ đó một vùng Hoài An phù trú bình yên, trăm họ an cư lạc nghiệp. Bùi Độ xây dựng một tòa miếu thờ Đức Vương Quán Thế Âm ở tại Hoài Tây, hầu mong báo đáp ân đức đêm ấy của Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiện thân chỉ điểm và tuyên dương Phật pháp khắp nơi, khiến cho câu chuyện về Đức Vương Quán Thế Âm Bồ Tát lưu truyền khắp nơi trong thiên hạ. Dân chúng đều cảm kích sâu sắc tấm lòng đại từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, cùng nhau phóng sanh, làm việc thiện, quy y Tam Bảo. Quán Thế Âm Bồ Tát điểm hóa lần này được nhân gian truyền tụng là Đức Vương Quán Âm. No.
đa phần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.